OK, xong chưa? Rồi, ông chia sẻ xong chưa? Chia sẻ cái phần. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì trong để tiếp theo cái chương trình chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Dũng, thì năm qua cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái bài của luật sư Thanh Trần ở trên Facebook, là một trong những cái tiếng nói mà có giá trị và được mọi người gọi là respect đó, là respect là gì không? Quên rồi, là tôn trọng, đúng không? OK. Tại vì những cái chia sẻ của luật sư Thanh Trần là rất là dựa trên tất cả những cái bằng chứng có thật, chứ còn không có phải là nói theo kiểu mà thích thì nói, không có theo bất cứ một cái chứng từ, một cái bằng chứng gì, giống như là chị Hai Cùng Cùng Cả, phải không quý vị? Thì xin quý vị nghe Nam Quang chia sẻ như sau. Cái này là sự thật 2, bài viết có tên là sự thật 2 của Thanh Trần. Vào ngày 25 tây tháng 6 và là được đăng vào lúc 9:24 chiều giờ Việt Nam. Thì mở đầu là những bài do tôi viết trên Facebook cá nhân của mình, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Có những sự thật 100%, tôi chỉ có thể trình bày trong bài viết, không đưa ra những chứng cứ công khai. Tuy nhiên khi tôi đã viết ra, luôn luôn có chứng cứ để chứng minh khi cần thiết, ví dụ như bị thưa kiện tội vu khống. Ngày 8 tháng 5, bạn Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ khẩn cấp. Từ ngày đó cho đến hiện nay, rất nhiều người nói không gặp, mới nói chuyện được, mới được thả, vân vân và vân vân. Trên livestream mập ra, tôi vẫn khẳng định và chịu trách nhiệm. Bài viết ngày 8 tháng 5. Trên livestream mập ra mặc áo màu đen, nhìn vào tôi không nói gì, chấm chấm, nhưng tôi vẫn khẳng định là gì, chấm hỏi. Bắt người và thả người không giống như các bạn đi chợ. Thích thì bắt người, không thích thì thả ra. Có bạn còn khẳng định Nhâm Hoàng Khang bị tạm giam 9 tháng. Tạm giam mà được tha không thông qua xét xử của tòa án hay sao? Tôi chưa nghe và thấy bao giờ. Nếu sự thật là Nhâm Hoàng Khang đã được tự do, cơ quan cảnh sát điều tra lo mà bồi thường thiệt hại do ăn sai. Rất nhiều bạn không tìm hiểu về pháp luật, đặc biệt là bảo hiểm y tế, đó là quyền lợi của gia đình các bạn. Bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 1 năm 2021, bảo hiểm y tế đã chính thức thông tuyến, có rất nhiều thay đổi liên quan đến việc chi trả chi phí trong việc khám và chữa bệnh. Trẻ em dưới 6 tuổi, bảo hiểm y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí, không giới hạn thuốc men. Trẻ em dưới 6 tuổi không có bảo hiểm y tế, một ca phẫu thuật bảo hiểm y tế chi trả tối đa là 100 triệu. Thông tư ngày 13 tây năm 2000, thông tư 13/2019 Bộ Y tế phụ lục 3 quy định những chi phí bảo hiểm y tế chi trả trong điều trị kỹ thuật cao. Ngoài ra quyết định 55A/2013, trẻ em dưới 6 tuổi hoàn cảnh khó khăn khi điều trị nội trú mỗi ngày được hưởng 50.000. Livestream tối ngày 22 tháng 5, bà Tuyền đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố dừng làm từ thiện để chuyển số tiền 1.000 tỷ thành số tiền thuê luật sư, lập vi bằng và kiện khoảng 600 người. Cho nó có tôi với ông đó. Đúng rồi. Là cái nhà dẫn độ đó, tôi với ông sẽ bị dẫn độ về Việt Nam đó. Ai bị ông là cặn bã xã hội làm gì? Không, bởi vì ông đó, ông là cái vụ tôi mập nó khó dẫn độ ông dễ lắm. Dẫn độ dễ lắm, lôi đầu về dễ lắm. Vâng, tiếp tục thưa quý vị. Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ hoạt động đúng với danh nghĩa mổ tim, còn mọi hoạt động khác tôi dừng lại. Vợ chồng tôi cũng đã hiến 4 ha đất bán đấu giá cũng phải hơn 1.000 tỷ để giúp quỹ chống Covid, và toàn bộ lợi nhuận của Đại Nam chúng tôi sẽ dừng lại, mở ngoặc, ngừng làm từ thiện, đóng ngoặc, để dùng số tiền đó truy cứu, thưa kiện. Chúng tôi sẽ cho luật sư lập vi bằng, kiện tất cả những người có liên quan trong nhóm tổ chức phản động ra tòa luôn. Ngừng chích. Livestream tối ngày 23 tháng 6 tuyên bố dừng mọi thiện nguyện và giải thể công ty. Chúng tôi đã từng tuyên bố lợi nhuận của công ty sẽ mang hết cho quỹ từ thiện và bán luôn cả tài sản của mình đang có để giúp cho đất nước khi gặp biến cố. Ngưng trích. Bên cạnh đó, bà còn viết tâm thư trên Facebook nêu lý do tại sao dừng công việc thiện nguyện.
Trong khi đó, nội dung trong công văn thông báo gửi đến 3 bệnh viện Chợ Rẫy Đà Nẵng, Nhi Đồng thành phố về việc ngưng tài trợ quỹ mổ tim hàng hữu lý do khác hẳn. Nếu dừng lại ở đó thì quá tốt, nhưng bà Tuyền đã biến việc dừng mọi hoạt động thiện nguyện thành công cụ đổi thừa và trả thù cá nhân đối với người bị bà ta ghét và mâu thuẫn trước đó là Vi Oanh, Việt Hà, Bích Liên, chấm chấm. Tại vì mấy người này mà chị em bị dị tật bẩm sinh tim không nhận được tài trợ từ quỹ mổ tim hằng hữu do dừng hoạt động một cái quỹ mổ tim do ba lý do dừng đó, thưa quý vị. Nhai đi nhai lại chưa ăn thua, bà Tuyền tiếp tục moi móc đặt điều công việc làm ăn của những người này cho toàn dân thiên hạ biết, dùng lại biện pháp, phương pháp kể lể chết móc trong tâm thư gửi đến cộng đồng nâng cao giá trị bản thân vì người nghèo, vân vân và vân vân. Tôi tin rằng chịu khó suy nghĩ một chút, các bạn sẽ nhận ra được âm mưu phía sau của việc dừng toàn bộ công việc thiện nguyện. Các bạn có nhận ra mùi vị của báo điện tử VOV bị đánh sập và mùi vị của việc dừng hoạt động thiện nguyện có điểm giống nhau hay không? Bức tâm thư của bà Tuyền viết gửi cho báo VOV qua ngày hôm sau, các fan cuồn cuộn rủ nhau đánh sập VOV. Hôm nay lại viết tâm thư dùng quỹ mổ tim nhằm mục đích đọc xong mọi người sẽ bị kích động gây sức ép với nhà nước trong việc thanh tra toàn diện công ty và công khích những người như Vi Oanh, Việt Hà, Bích Liên với dòng trạng thái chích loại này xử nó sao quý vị, ba chấm. Quý vị thấy nó ghê chỗ đó thấy không, làm gợi ý cho người ta đi xử người khác. Ông thấy nó ghê cái chỗ đó, thành ra nó qua mới nói với lại quý vị ấy, cái người bình thường, một cái người không ai biết hết, nói cho một quán cà phê, nói đập thằng này đi, đập thằng kia đi, không có cái vấn đề gì xảy ra hết thưa quý vị. Nhưng mà một cái người mà có cả mấy chục ngàn fan, trăm ngàn fan đi theo và cả triệu người đi theo để mà coi như là ủng hộ cho cô ta đó, mà cô ta để mở ngoặc như vậy á, thì là sẽ có những cái người họ nghe theo cái lời kích động của cô ta để họ làm những cái chuyện không có hay, đúng không quý vị? Thành ra những cái người mà có cái khả năng gọi là ảnh hưởng đến quần chúng mà có những lời lẽ không có được thích hợp, không có được tử tế, thì nó sẽ làm hại nhiều hơn là làm tốt. Để nó quay trở lại với lại cái bài viết còn khoảng chừng 3 đoạn nữa thưa quý vị. Sáng nay ngày 29 tháng 6 năm 2021, tôi và hai người bạn đồng nghiệp lên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương để nhận công văn trả lời tính pháp lý của một nền đất bạn tôi mua tại vị trí block 40 khu đô thị Đại Nam, phường Tân Phú, phường Phú Tân, tỉnh Bình Dương. Đây là khu đất có 4 block đất hiến tặng trị giá 1.000 tỷ của hai vợ chồng bà Hằng với lại ông Dũng Lò Vôi nói lần trước đó thưa quý vị. Được nhân viên phòng tiếp tân trả lời bằng miệng: anh chị thông cảm cho bọn em, khu đất đó hiện nay đang bị thanh tra toàn diện, thanh tra chính phủ làm việc rất kỹ lưỡng, vì vậy hồ sơ liên quan đến khu đất tạm thời bên thanh tra đang giữ để làm việc, công văn trả lời chắc là chậm lại một thời gian. Quá bực mình, chúng tôi đến khu du lịch Đại Nam tìm hiểu thì được biết ngày 20 tây tháng 6 bắt buộc phải đóng cửa và niêm phong toàn bộ các hạng mục trong khu du lịch Đại Nam, chỉ giữ lại vài người cho thú ăn và quét dọn. Mày nhớ nha, nhớ chi tiết này. Tóm lại, hiện nay công ty cổ phần Đại Nam đang bị thanh tra toàn diện về các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, các hoạt động kinh doanh và hoạt động thiện nguyện. Đó là sự thật 100%. Cũng có thể giải thích lý do tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương không nhận 4 block đất hiến tặng. Ông thấy rõ ràng không? Tụi mình phân tích rất là đúng, tụi mình nêu ra những cái giả thuyết rất là đúng. Quý vị có nhớ năm qua với anh Tiến Dũng có nói về chuyện đó hay không? Chứng cứ để chứng minh đó là bản thân tôi đã lên tận nơi để cuối cùng đi về trong bực mình. Không ai, ai không tin, ai không tin cứ lên sẽ rõ. Việc giao dịch đất đai tại khu vực dân cư Đại Nam, phường Phú Tân đã ngưng lại hoàn toàn. Vậy mà khi tôi gọi điện thoại hỏi mua một nền đất trong khu vực này, cò đất bảo đảm búa xua.
trong bối cảnh nhiều địa phương đang căng mình chống dịch, tối ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đó là lễ ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng chứng nhận để tri ân đồng bào Phật giáo, Công giáo, tri ân cụ già, em nhỏ và những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Không tự hào sao được khi những doanh nhân thời đại mới sẵn sàng trao gửi hàng trăm tỷ đồng để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 khi doanh nghiệp của họ còn đang ngổ ngang, khó khăn mà vẫn sẵn sàng đóng góp. Những hình ảnh đó chính là minh chứng hùng hồn, tô đẹp thêm truyền thống đoàn kết, yêu nước, dân ta. Hiện nay đất nước Việt Nam đang gặp nhiều biến cố. Thiện lời hứa bán hết tài sản để đóng góp cho đất nước, bà Tuyền nên thực hiện đúng theo lời hứa một lần 10 triệu đến 15 triệu liều thuốc vaccine hoặc là 1.000 tỷ đồng. Một người là CEO của rất nhiều công ty con của Đại Nam, đại công ty Đại Nam, lời nói trước 97 triệu dân Việt Nam không lẽ trở thành lời nói gió bay hay sao? Đó là cái bài chia sẻ của luật sư Thanh Trần, thưa quý vị. Rồi. Biết hay ha? Trở lại biết hay, rất là hay thưa quý vị. Thường là mình hứa những cái gì trước công chúng thì cái lời hứa đó đó nó vẫn còn nằm chìm ình ở trên YouTube, trên Facebook, trên các phương tiện truyền thông. Mà mình mà không thực hiện lời hứa mà mình cứ lên mình nó nhăn nó cụi hoài như vậy thì cái điều đó nó chứng tỏ cái người hứa đó không có ổn, phải không? Có gì đó nó không có ổn thưa quý vị, không có ổn về mặt tâm lý, phải không? Bởi vậy người ta mới gọi là tùy nổ đó, có nghĩa là nói trước quên sau, nói và không thực hiện và cứ hứa cho nó đã miệng rồi xong sau đó là nuốt lời nổ. Rồi ok, nãy trong cái bài viết này tôi nốt xuống nè. Phần đầu ông nói về Nhâm Hoàng Khang. Ông nghĩ sao Nhâm Hoàng Khang trong tù hay ngoài? Hiện giờ thật sự ra đối với tôi không dám kết luận gì hết. Ok, tôi không dám kết luận. Có nhiều những cái nghi vấn, nhưng mà tôi thấy có một cái ý tưởng này có vẻ hợp lý. Của một người đã từng, ông nói là giả thuyết không? Mọi người đã dùng giả thuyết không? Giả thuyết không được. Có một người đã từng ở trong trại giam của công an Việt Nam. Công an của Việt Nam, người ta sẽ thực hiện, bắt cái người đó phải thực hiện những cái điều mà người ta muốn. Ví dụ như Nhâm Hoàng Khang trong đó mà ta đưa cho cái laptop ngồi đi, viết những cái điều này, live stream những cái điều này, nói những cái điều này, nói đi. Cái điều đó quá hợp lý thưa quý vị. Cái điều đó rất là hợp lý. Bởi vì cái đó coi như là một cái cách để mà công an tiếp tục điều tra và giăng bẫy, gài bẫy những cái con mồi còn ở bên ngoài. Đúng hay. Bị bắt không có nghĩa là vô tù ngồi, thì chỉ có ra ngoài đó phơi nắng là cái đi vô là không có. Đưa cái laptop đó, ngồi đi, ngày hôm nay viết cái gì, ngày nay nói cái gì, làm theo chỉ đạo của công an. Kế hoạch đã được lên từ trước. Quý vị biết ở bên Việt Nam á, chỉ có lãnh tụ mới được hát những bài hát ca ngợi nha quý vị. Những vị anh hùng như là Bác Hồ, Tôn Đức Thắng, rồi anh Phan Đình Giót, rồi Lê Văn Tám, rồi Võ Thị Sáu, như vậy không có cái kiểu mà một tờ cặp doanh nhân nào mà lên ra rã chửi ta này, nói cái được có một cái tổ một có một cái cuộc thi của do một người ở bên nước ngoài tổ chức để vinh danh đó thưa quý vị, không có cái điều đó. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ những cái đầu não mà rất là kinh khủng của công an bên Việt Nam đó đã set up lên là cho Nhâm Hoàng Khang viết một vài trạng thái để mà dẹp ngay cái vụ mà thi thố này đi. Nó không có phù hợp cái cuộc thi quần què đó phải không? Mình là một người ở bên Mỹ này, mình thấy rất là bình thường. Ai vinh danh ai kể, đúng không? Chí trời ơi, mấy người mà tù thiên giết người rồi cũng có mấy cái bà đó mê muội đi vô trong tù rồi xong rồi thăm nuôi, rồi cái người đó ra tù kể giết người như quý vị.
là được mấy cái bà Mỹ ngoài này, mấy cô gái Mỹ ngoài này săn đón rồi xong rồi lấy làm chồng nữa. Ông biết ví dụ đó mà phải không? Thì mình thấy nó rất là lạ lùng so với những cái mà thì ông nói George Floyd đó, một tên tội phạm mà bây giờ được tôn thành thánh thánh sống thì ông biết làm sao rồi được làm tượng đó. Thì cái giả thuyết này hợp lý không thưa quý vị? Công an cho nó là dẹp, dẹp bằng cách nào? Không lẽ gọi qua quốc võ ngưng? Ủa, làm sao được? À, Nhâm Hoàng Khang viết đi, gõ đi đó. Có những cái điều này nè, nói để cho phía bên kia là ngưng ngay cái vụ mà thi cử mà những cái bài hát mà vinh danh cái cặp vợ chồng này, người này không có là công đất nước hay là lãnh tụ hay là đảng cộng sản gì đảng viên gì dữ dội. Bây giờ từ từ rồi chúng ta sẽ thấy ai là cái người chủ mưu trong cái thuyết âm mưu này để dẹp cái vụ thi cử, đúng không? Rồi rõ ràng công an Việt Nam quá giỏi, một vài dòng trạng thái của Nhâm Hoàng Khang lên thôi, mọi người đều nghĩ là Nhâm Hoàng Khang đang ở ngoài nhưng mà thật sự đang ngồi trong đó, làm theo chỉ đạo của công an. Đó cũng hay đó nha. Rồi xong rồi rõ ràng cái cuộc thi đó có còn tiếp tục được nữa không? Dù cho chị Hằng lên nói là vuốt ve tấn công Nhâm Hoàng Khang, mày một con nít mà mày tao đẻ được mày, mày đáng con tao, mày là chỉ có nghe thôi. Em chứ em không có mày, sorry em chỉ có nghe thôi, em không có mà nói chị là nên làm cái này. Cái gì trời, nên làm cái này nên làm cái kia, nghe em cũng đáng là con quốc võ thôi này nọ. Đúng không? Kệ nó đi, thầy còn vẫn còn cái trên kia. Một cái đường đi quá hay luôn thưa quý vị. Rồi sao? Có những người nói là tại vì Nhâm Hoàng Khang á, là muốn là chứng tỏ là công thần, dẹp được cái bà ma sơ kia rồi thì phải dẹp luôn quốc võ. Để là chị Hằng chỉ có nghe một người là Nhâm Hoàng Khang thôi, nhưng mà thật ra cái chủ trương nó không có đứng vững lắm, mà là cái mà ngồi ở bên trong mà được công an chỉ đạo để cho đánh ngay cái bà ma sơ kia đi, dẹp trừ một cái hậu hoạn. Rồi là coi như là cái đó là trong cái binh pháp Tôn Tử nó gọi là gì, kế ly gián. Kế ly gián xong cái kế ly gián đó rồi tới ngay cái anh quốc võ ngoài kia, ly gián thêm một lần nữa, chặt vây chặt cánh hết đi, chặt từ từ rồi kèm theo cái là dẹp cái vụ thi cử đó đi, thành công mỹ mãn thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ Nhâm Hoàng Khang vẫn còn ngồi trong đó. Cái giả thuyết này hay đó nha, giả thuyết này tôi thấy hay vậy đó. Đúng là chỉ có những người đã đi tù một lần rồi, đã bị công an họ bắt làm những cái chuyện này rồi họ mới biết được. Xong rồi giấu mặt rồi nè các bạn thấy không? Đây Gia Nã Đại là cái gì các bạn biết? Gia Nã Đại này là Canada. Còn Thanh cái gì đọc thơ thì gì đó, Cụ Bắc Tiên Sinh thì cái gì. Thì ra thưa quý vị, đều là chỉ đạo ở bên công an để thực hiện những cái điều, những cái mà thuyết âm mưu trong cái kế ly gián, và dẹp ngay những cái điều mà không phù hợp với lại văn hóa, với lại pháp luật, với lại những cái đường lối của phía bên Việt Nam. Rõ ràng nhất, rất là thành công, quốc võ lập tức từ bỏ liền cái cuộc thi. Cái đó là một cái ý kiến, một cái suy nghĩ cũng khá là hợp lý thưa quý vị. Rồi còn nói là Nhâm Hoàng Khang tính control chị Hằng thì Dũng nghĩ là cái giả thuyết đó không có đứng vững được. Không có đứng vững là Nhâm Hoàng Khang dẹp người này dẹp người kia để một mình chị Hằng nằm trong tay của năm qua Nhâm Hoàng Khang, đến Nhâm Hoàng Khang điều khiển chỉ là cái giả thuyết rất không phù hợp. Mà cái giả thuyết mà Nhâm Hoàng Khang đang ở trong đồn công an và được công an điều khiển thì nó phù hợp hơn. Rồi còn tiếp theo đó là cái quỹ Hằng Hữu thưa quý vị. Khi mà chị Hằng dẹp cái quỹ Hằng Hữu thì có ba cái vấn đề. Thứ nhất là cái bức thư chỉ viết là do phí không đủ để gửi cho ba cái bệnh viện nha. Cái thứ hai, bên ngoài thì chỉ là đổ thừa cho ba cô bạn gì đó và cô Vi Oanh.
Cái thứ ba là gì thưa quý vị? Cái thứ ba là cổ cho ngay, chị Hằng cho ngay những cái người YouTuber đi về các cái vùng nông thôn hay gì đâu xa xa vậy đó, tìm những cái người nghèo, chân chất, trình độ không có cao lắm, để làm những cái video clip mà quỳ lại chị Hằng, lại cô Hằng ơi, đừng có bỏ quỷ Hằng thủ với cô Hằng. Cô Hằng ơi, cô Hằng. Cái điều đó thật là ác thưa quý vị. Nó không có phù hợp trong cái văn hóa, trong cái cách ứng xử, cư xử của một cái người có tâm. Ai mà lại đi huy động những cái điều, những cái YouTuber để quay những cái hình ảnh mà người ta quỳ lại mình, coi như mình như Bồ Tát. Xong rồi cái đem về cái mình nha, quý vị vào Nguyễn Phương Hằng CEO rồi sẽ thấy nha, sẽ thấy là chị Hằng share những cái video clip đó đầy hết. Người này lạy chị Hằng, người kia lạy chị Hằng, cái điều đó thiệt tình là đau lòng thưa quý vị. Rất là đau lòng. Là những người dân người ta không biết được, người ta không có biết được là ngay tại Việt Nam có rất là nhiều những cái quỹ mổ tim. Cái thứ nhất, quỹ mổ tim hoàn toàn miễn phí, có Vinamilk, có Novaland, có Viettel, có treo quỹ trái tim nhân ái, quỹ trái tim cho em, bệnh viện Minh Đức, rồi quỹ mổ tim Mộc Bích, nhiều lắm thưa quý vị, không phải chỉ có một cái hàng hữu, nhưng chỉ cho những cái người YouTuber chạy đi về những cái nơi mà những người ít học, thiếu thông tin, rồi để cho người ta khóc lóc quỳ lại chỉ là tại vì chỉ đóng hàng hữu. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là với những người khóc lóc van xin như vậy, rồi chị có mở lại cái quỹ hàng hữu hay không, hay là chị chỉ quay hình cho khóc khóc kệ mẹ, muốn khóc lóc vậy là khóc, muốn quỳ lại vậy đó hoài quỳ, ta nói ta đóng là ta đóng, tại vì rõ ràng là chỉ ghi cho nó là cái chi phí đã hết. Như vậy thì có ác đúng không thưa quý vị, ác đúng không? Tự nhiên cái quay hình ảnh người ta bây giờ tràn ngập ở trên YouTube, ta đang khóc lóc quỳ lại chị Hằng, trời tôi thấy thương luôn, khóc nước mắt nước mũi tèm lem, xong rồi cái bả xe lên trên cái CEO Nguyễn Phương Hằng, có chịu nổi không, cho người ta khóc lóc vậy đó để đánh bóng mình là gì? Cái đó giống như một cái cách mình thấy như vậy nó hơi dã man, nhẫn tâm ha, nhẫn tâm quá. Tại vì người ta ít học, quý vị nhìn thấy, quý vị sẽ thấy là trong đó không có ai là thành phần là sinh viên có kiến thức hay là những cái người mà có cái vai vế gì trong xã hội, toàn là những người nghèo, những người phụ nữ già cả, hay là những người phụ nữ nông thôn ít học không à. Về đó là bắt người ta quỳ lại khóc lóc quay hình, rồi cái năn nỉ của Hoàng ơi, của Hoàng à, đừng có dẹp tôi quỷ mổ tim, rồi xong cái đưa giao cho bà, cái bà share lên trên cái trang nhà Facebook của bà. Thế nó bất nhẫn thưa quý vị, nó sử dụng những cái người nghèo, những người thiếu hiểu biết đó, rồi để đánh bóng tên tuổi của mình là một điều thật là không nên một tí xíu nào ở trên. Nó hoàn toàn nó đi sai, và nó đi sai cái mục đích ban đầu của chị là tố cáo Võ Hoàng Yên với lại lấy lại công đạo cho những cái đồng tiền chị mất thì chị đòi lại được, rồi tố cáo Võ Nguyễn về, nó đi quá xa, nó thành ra một cái đám hổ lốn cái gì đó mà nó làm cho cái xã hội Việt Nam này trong cái mùa dịch Covid này nó bị thật là thảm hại, đúng không? Xin mời em. Ông có thể nói về cái việc mà ok tụi em còn nói gì lắm, nói đi, ông nói cái gì giờ ông đang muốn mà tiếp theo ví dụ này ông có ý kiến gì không, còn tôi muốn nhắc ông lại vụ cái vụ mà bây giờ là đột ngột chuyển sang cái kêu Vi Oanh á là cô chồng của giàu lắm, thế không nghe nói là bạch tỷ vậy đó, giờ bỏ 200 triệu mua lại cái quỹ hằng hữu để tiếp tục, là gì cái đó, là cái suy nghĩ của một cái người gì, ông có đọc cái đó không? Có đọc một chút. Ok, thưa quý vị, bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà anh Dũng là với lại chị Hằng hay nhắc đi nhắc lại đó, có nghĩa là họ nói là họ sẽ ban đầu họ sẽ nói là họ dùng tất cả những cái lợi nhuận từ Đại Nam để mà họ dùng cái đó để bỏ vào quỹ hằng hữu để giúp cho cái quỹ mổ tim đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề vừa rồi trải qua những cái cơn dịch đại dịch thì Đại Nam đóng cửa không có được, không có một chút lợi nhuận nào, đúng không quý vị? Cho nên là bây giờ họ lấy cái cớ đó để họ nói là ok, bây giờ họ không có bất cứ một cái thu nhập nào hết, thì ok, đâu có tiền đâu để mà tiếp tục cái quỹ hằng hữu đó. Rồi một cái mặt khác
họ không có tiền cho nên là họ mới bày ra cái trò là họ bán đất, 4 ha đất. Nhưng mà cái chuyện mà 4 ha đất đó muốn bán thì phải được hợp thức hóa. Giấy tờ không có, có tỉnh Bình Dương không có hợp thức hóa cho cái miếng đất đó. Cho nên là họ cũng, cái kế hoạch của họ nó bị người ta bắt được bài. Ngay khi mà năm qua với anh Nguyễn Tiến Dũng biết được cái chiêu bài đó của họ thì năm qua đã nói trước rồi là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương họ sẽ không có bị mắc bẫy đâu, tại vì họ đã biết quá rõ về hai vợ chồng này rồi. Họ chỉ đưa ra 4 ha đất, là bây giờ nguyên 105 ha đất mà họ đang có trong tay không có đầy đủ giấy tờ để mà bán, thưa quý vị. Thì họ đưa ra 4 ha đất rồi nói ok bây giờ nè tôi cho anh đó. Họ gây áp lực với lại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đúng không? Bán cái đất đó 1.000 tỷ để mà ủng hộ cho quỹ chống dịch. Cái đó là một trong những cái mánh mà họ dùng đi dùng lại, giống như là luật sư Thanh Trần đã nói, họ dùng đi dùng lại, họ tạo sức ép về công luật lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Nhưng mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương họ đã biết trước rồi, cũng giống như y chang là 360 ha đất cao su mà vào cái thời gian mà bà tranh chấp với lại ông Thìn là ông chồng cũ. Bà hứa là đem, ok tôi không có cần cái 362 đó, tôi đem cái 362 cao su đó tôi ủng hộ cho các chiến sĩ ở Trường Sa. Tới bây giờ đâu có ủng hộ chiến sĩ Trường Sa gì đâu, 362 đất cao su đó vẫn là của bà nắm giữ mà, thưa quý vị. Mấy chiến sĩ Trường Sa đâu có được hưởng một chút xíu gì trong cái chuyện đó đâu. Nên ra bởi vậy mình mới nói là họ, tất cả những cái ý đồ của họ khi mà họ sử dụng cái vũ khí, Nam Quang nói là cái vũ khí nha quý vị nha, cái vũ khí nhân ái, cái vũ khí nhân đạo, họ dùng cái công cụ đó để họ phục vụ cho cái lợi ích của họ, chứ không có một cái vấn đề gì về cái gọi là cái nhân đạo cả. Những cái tiền mà họ write off đó đã được khai thuế đàng hoàng, nhiều khi lại còn nâng lên nữa, cho 1 tỷ là nâng lên 2-3 tỷ làm sao, thưa quý vị. Không có một cái ý đồ, một cái lòng tốt gì ở trong này hết. Năm qua dám khẳng định cho quý vị như vậy. Và trong những cái năm vừa qua, mỗi năm bỏ ra 300 mấy chục triệu, bỏ ra 300 mấy chục triệu, 200 mấy chục triệu cho cái quỹ mổ tim đó, chứ đâu có được khoảng chừng 5-10 tỷ hay là mấy chục tỷ hay mấy trăm tỷ giống như là họ luôn luôn họ oan oan cái miệng họ nói đâu, thưa quý vị. Không có, không có chuyện đó xảy ra. Cho nên hôm qua muốn nhắc lại quý vị một lần nữa là khi mà họ muốn, như là mình làm từ thiện mà mình muốn làm từ cái trái tim của mình đó, thưa quý vị, là mình làm liền. Tiền trong nhà không có, bán hột xoàn rồi à, chứ không phải là nói ok tôi bán được thì xong tôi mới làm từ thiện. Luôn luôn nói là ôm cái cuộc đời này của gia đình chúng tôi, của hai vợ chồng tôi, là giờ tài sản này là tài sản của bá tánh, là chúng tôi đâu có phải làm vì chúng tôi đâu, chúng tôi sẽ cho hết, nào có cho gì đâu, không có cho gì hết, bữa giờ không thấy cho 1 đồng xu các bạn nữa, phải không quý vị? Đó, cho nên bởi vậy mình giờ mình quay lại mình mới nói là đừng có nghe không chưa đủ, quý vị. Những cái lời hứa đó, lời hứa gió bay, ai cũng có thể hứa được. Giống như hồi đó có một lần trong những cái show Nam Quang có gọi như là có bông đùa theo cái cách là Nam Quang muốn nói một cái câu chuyện cười để Nam Quang chỉ trích cho những cái hành vi nó không có được đúng của hai ông bà này đó, thưa quý vị. Là Nam Quang nói là nếu như mà Nam Quang bán được đất ở Riverside thì Nam Quang sẽ ủng hộ cho cái quỹ vaccine là 30 tỷ, đúng không quý vị? Nam Quang có nói cái câu đó. Cái chữ nếu đó nó có thể thay đổi cả thế giới luôn, nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ, cái chữ nếu đó. Mình đừng có nói là ok tôi sẽ bán được cái này thì tôi sẽ mới ủng hộ, đặt điều kiện cho chính phủ, đặt điều kiện là chính phủ phải hợp thức hóa những cái mà không có đầy đủ, không có giấy tờ hợp lệ. Họ thành ra cho không, nhưng mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương họ đâu có lấy đâu. Tại sao một cái miếng đất
cả giá cả nghìn tỷ đồng được cho không mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định không lấy. Quý vị nghĩ đi, nếu như là 1.000 tỷ mình cho không, mình lấy mình bán 200 tỷ, 300 tỷ cũng có người mua phải không quý vị? Nhưng mà họ không có lấy để họ bán, trong khi là nhà nước đang kêu gọi người dân ủng hộ tiền vô trong cái quỹ chống vaccine, chống Covid-19, cái quỹ mà để mua vaccine. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đâu có cắn cái lưỡi câu độc hại của vợ chồng này, thưa quý vị. Luôn luôn trong miệng, cái miệng là nói những cái lời hay ý đẹp, cái miệng Bồ Tát, nhưng mà ok, thưa quý vị, trong lòng là tâm sàng. Đó là cái mà Nam Quang muốn quý vị và những cái người mà hiện giờ vẫn tiếp tục đang tin theo những cái lời đường mật, những lời hứa hảo huyền của hai vợ chồng này, mình phải thức tỉnh đi. Nam Quang thấy là ông Quốc Võ, ông cũng bắt đầu ông thức tỉnh rồi, ông muốn rút ra khỏi cái game này rồi chứ không phải không. Cái đó là Nam Quang nghĩ như vậy thôi nha quý vị nha. Nam Quang nghĩ là anh Quốc Võ anh cũng bắt đầu anh thấy được cái bộ mặt thật của hai vợ chồng này và anh muốn tách ra rồi. Nhưng mà cũng hơi khó tách, thành ra phải làm sao đó để có những cái gọi là những cái gì ha, những cái lý do, phải có những cái lý do chính đáng để cộng đồng mạng thấy được là ok, ông Quốc Võ rút ra là đúng rồi, ông Quốc Võ sẽ không có bị cái phía bên kia của cộng đồng mạng chửi ổng nữa. Đó không? Ông phải chờ đúng cái thời cơ, đúng lúc để ổng rút ra. Thì cái đó là cái nhận xét riêng của Nam Quang thôi. Là Nam Quang nghĩ là anh Quốc Võ bây giờ anh muốn phủ tay rồi, đúng không? Những cái bài hát mà 80 hát anh đã bỏ vô trong hard drive để anh gửi về cho phía bên kia rồi, anh gửi thêm 5.000 nữa để của những người mà bảo trợ cho cái chương trình mà thi hát của anh đó. Anh bây giờ anh phủ tay rồi, anh nói ok, anh chị muốn làm gì anh chị làm, anh chị muốn trao giải cho ai thì anh chị trao giải cho người đó, anh không có muốn làm nữa. Nên Nam Quang nghĩ là anh đã muốn rút khỏi cái cuộc chơi này rồi, tại vì anh đã nhận ra được cái chân tướng và anh nhận ra được là cái hại nó nhiều hơn là cái lợi mà anh sẽ hưởng được trong cái thời gian sắp tới. Có người nói với ông kìa, nói gì? Tiên Ngọc Diệp Nguyễn nè, nhầm rồi anh Quang ơi, mới đây làm clip ca ngợi chị Hằng đấy, kêu là không có chị Hằng thì ai cho các bé mổ tim đây. Ok, thì cái đó là cái một trong những cái suy nghĩ của Nam Quang thôi, phải không quý vị? Mỗi người chúng ta đều có những cái suy nghĩ khác nhau. Không, thì những cái người mà dân trí thấp thì nó kia thì ta tin, ta nghĩ là không có chị Hằng thì các bé không được mổ tim nói gì. Còn anh Quốc Võ mà nghĩ điều đó thôi trời. Không, thật sự khi mà nói về dân trí thấp hay là không hay là cao đó, tôi cũng không nghĩ đó là một cái yếu tố đâu, mà nó chỉ là một trong những yếu tố thôi, phải không, chứ không phải là yếu tố chính đâu. Tại vì thật ra tôi thấy ở xung quanh chúng ta, ngay cả những người bạn của chúng ta đó, có những người học cao hiểu rộng lắm mà vẫn tin cái chị Hằng này mà. Đó, thành ra không có phải là chỉ có những người dân thấp cổ bé miệng hay là những người không có được học cao đâu, mà những người cũng là kỹ sư bác sĩ rồi mà vẫn tin cái chị Hằng này, vẫn ủng hộ chị Hằng này đó. Mà hôm bữa tôi có nói chuyện với lại một người bạn của tôi thì họ cũng là bảo vệ chị Hằng lắm. Vừa quỳ lại nè, khóc lóc nè. Dạ. Quỳ lại khóc lóc vậy đó quý vị, phải chịu nổi không? Tội nghiệp quá ha. Dạ, thì biết thì ca ngợi cái gì ca ngợi thôi, nhưng mà anh với lại mấy cái người bên Việt Nam thì ngừng thiệt ra là hồi đầu tôi tưởng anh tiếp tục chứ, tại vì chị Hằng chỉ viết một cái bài rất là dài, tâm thư cho anh với lại Hoàng Khang, tâm thư cho anh với lại Nhâm Hoàng Khang, là chỉ binh anh Quốc Võ cho nó Nhâm Hoàng Khang. Nhưng mà qua cái bài đó xong rồi thì đây nè, ủa có chắc ai cũng đọc hết rồi, có đâu 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 cần đọc cho bà con đâu, phải không? Cũng nên chia sẻ là tại vì
cũng rất là đông người, một số những người thính giả của chúng ta chưa có nghe đó. Chưa nghe hả? Ừ. Dài đọc hả? Ông chia sẻ luôn đi. Trời ơi, nó dài quá không ta? À, tâm thức, à, sau cái sự kiện mà Nhâm Hoàng Khang gửi cái Stardust ra đến với anh Quốc Võ, trời ơi, Nhâm Hoàng Khang viết những cái từ giống như là gì, giao hợp mẫu thân Quốc Võ, trời ơi, chịu nổi không quý vị? Thế gì đù ma thì kêu là giao hợp mẫu thân, không có nghĩa là thế nào mà người cùng một phe với nhau mà lại viết những cái câu mà rất là tổn thương như vậy. Thì rõ ràng phải có sự chỉ đạo để cho cái người mà giống như là anh Quốc Võ, anh quá tổn thương mà anh ngưng cái vụ này đi, đúng không? Rồi, chết cha, bị mất tiêu rồi nè, bị thôi. Ông nói trời, hết pin, sorry. Rồi, xin mời Nam Quang, sorry, nay tôi có cái sự cố bị bị hết pin hả? Hết pin, ừ. Kỳ vậy. Muốn cắm điện không? Mà có cái gì? Cục nè, mà sao kỳ? Sạc lẻ nhưng mà sao kỳ? Ok. Để xin mời ông. Hôm nay tôi rối quá, tôi làm hư đội hình quá. Không sao, tôi có cái đồ cắm điện, ông muốn cắm không? Có thôi, có vấn đề. Ok. Cái thư mà chia sẻ đó hả? Ừ. Bây giờ nó mất điện, người ta không điện, không có lên được, phải không? Ok. Mất điện không có đọc được, không phải không có lên được. Thì đó máy chưa lên. Nói về Nhâm Hoàng Khang đúng không? Nói về cái Nhâm Hoàng Khang. Nhâm Hoàng Khang với anh Quốc Võ phải không? Đúng vậy thưa quý vị. Bây giờ nếu mà mình lần trước năm qua với lại anh Nguyễn Tiến Dũng cũng có phân tích một chút xíu về chuyện Nhâm Hoàng Khang với lại Quốc Võ, thì chúng tôi anh Nguyễn Tiến Dũng đưa ra những cái những 5 điểm chính mà nói là anh Quốc Võ kiên định ở trong cái chuyện mà bảo vệ cho chị Hằng đó. Thì Nam Quang nói là ông bỏ, tôi nói là ông tiếp tục, rốt cuộc là Nam Quang thắng đúng không? Thì Nam Quang đúng chứ. Không, tôi chỉ nói là tôi hy vọng là ông tiếp tục, đúng không? Là Nam Quang nói là Nam Quang rất là hy vọng, và Nam Quang khuyên anh Quốc Võ là tiếp tục, là vì nếu như mà mình có được cái chính nghĩa, mình muốn bảo vệ cho chính nghĩa đó, mình muốn bảo vệ cho chị Hằng đó, thì mình phải đi tới cùng với quý vị, giống như Nam Quang với là anh Nguyễn Tiến Dũng thôi. Chúng tôi thấy những cái gì đúng thì chúng tôi bảo vệ và chúng tôi đi tiếp cùng. Chúng tôi không có nghiêng về một cái bên nào, chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi phân tích những cái tình hình, những cái thông tin mà chúng tôi nhận được. Ví dụ ông Võ Hoàng Yên có những cái thông tin gì mới chúng tôi chia sẻ với quý vị, chị Nguyễn Phương Hằng có những cái gì mà mới chúng tôi cũng chia sẻ, Nhâm Hoàng Khang chúng tôi cũng phân tích, ngay anh Quốc Võ chúng tôi cũng phân tích những cái chuyện mà nó đang xảy ra, mà nó được sự quan tâm của quần chúng. Thì Nam Quang nói là anh Quốc Võ, nó khuyên anh Quốc Võ là nên tiếp tục, là tại vì mình phải chứng tỏ được là mình là một cái người có bản lĩnh, ông hiểu không? Khi mà làm thì phải đi tới nơi tới chốn, chứ còn không có là làm hồi xong rồi xin lỗi, thấy không? Thường mình hay thấy anh Quốc Võ xin lỗi lắm. Gọi là xin lỗi đại nhân đó, đại nhân xin lỗi đó, Quốc Võ hay đi xin lỗi lắm, mình không biết làm sao. Nhưng mà trong cái vấn đề này, Nam Quang vẫn luôn bảo lưu cái ý kiến của Nam Quang, là Nam Quang rất là khuyến khích anh Quốc Võ là đi cho hết đoạn đường luôn, là bảo vệ chính nghĩa, giống như anh rồi anh Thấy Hoàng rồi anh Việt Di Chú gì đó hay nói, chứ đừng có kiểu mà mình nói là gọi là cái gì giữa dòng đó ta, coi như là đừng có bỏ dở mà cái công việc đem con bỏ chợ, đem con bỏ chợ, giống như vậy á, đem con bỏ chợ. Thì nhưng mà anh Quốc Võ thì ảnh đã quyết định là ảnh dừng cái công việc, cái buổi gì ta, cái cuộc thi, anh quyết định là anh đã dừng cái cuộc thi đó rồi, và anh trao hết tất cả những cái tài liệu, những cái bài hát gì đó về phía bên cho phía bên Đại Nam để họ
họ muốn tuyển chọn ra những cái bài hát nào đó mà họ thấy hay để họ chia, họ trao giải thưởng đó, thì cái đó là chuyện của họ. Còn bây giờ hình như là anh Quốc Võ anh bắt đầu anh chuyển cái hướng là đi qua bên cái chuyện của Kim Ngân với lại Thúy Nga rồi. Yeah. Đó, ảnh bắt đầu ảnh khai mới thác về cái gì nữa kìa, không có anh ca ngợi ít thôi, cũng có ca ngợi, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ giờ bục một cái làm cái rụp đúng không, thì nó kỳ quá đi. Người ta giờ cũng thay vì ca ngợi 4-5 clip thì giờ ca ngợi xuống còn clip. Cái bài viết của chị Hằng á là bên, tức là đứng hẳn về Quốc Võ và khuyên Quốc Võ đừng có nên bỏ cái cuộc thi, thì nói túm là gì đi chứ còn đọc này nó dài. Rồi, và nói Nhâm Hoàng Khang là đi quá giới hạn, không được nói gì vậy. Với lại Quốc Võ thật ra là những cái đó là nên nói nội bộ. Ừ. Khang, tại sao em nói vậy không được. Nhưng làm sao mà chị gọi được cho Khang, vì Khang đang ở trong đồn công an thưa quý vị. Nhiều người lên đây nói là tại sao chị không nói riêng với Khang sao được, chị nói chị chưa gặp Khang bao giờ. À, quý vị đừng có nói là tôi phủi tay. Tôi đã cho Nhâm Hoàng Khang 1 tỷ nhưng Nhâm Hoàng Khang không nhận. Chứ không phải là tôi không cho, cho nên đừng có nói tôi là bội bạc, là phủi tay, là dắt chăn bỏ giỏ nha quý vị. Chỉ biết một cái bài dài lắm mà rốt cuộc là Binh Quốc Võ. Và coi như là răng đe Nhâm Hoàng Khang, nhưng quý vị nên biết là dù cho chị Hằng là ai đi nữa thì chị Hằng vẫn không thể nào xóa khỏi cái lằn ranh giữa người trong nước và người hải ngoại, người theo đảng cộng sản và người dân tự do, luôn luôn có giữa những cái người bên hải ngoại và người trong nước luôn có cái mối nghi kỵ. Và hình như là chị đã sai lầm, và cái sai lầm này không biết là có đúng theo cái ý đồ của phía bên công an hay không, nhưng mà rõ ràng là những fan của chị quay lưng đi quá nhiều. Nếu quý vị vào cái YouTube, những cái Facebook của Hà Ly thì quý vị sẽ thấy là những cái lời comment bình luận rõ ràng và tâm thư gửi cộng đồng ngoại và trong nước đó. Thì ngày hôm nay Dũng đọc cho quý vị nghe nha, trích ra vài cái đọc cho quý vị nghe. Ừ. Hoa trời nói là như vậy, sao không sáng tác bài sao không sáng tác bây giờ phải vì dịch Covid. Những anh hùng thầm lặng sáng tác bài về bà Hằng khác nào tung hô bả khi nhà nước đang chống dịch. Tung hô bả đúng là nực cười. Ý nghĩa này là tại sao không sáng tác những cái bài mà ca ngợi những cái mà bác sĩ hay là những cái người mà đang xả thân để chống dịch Covid trong cái thời điểm này. À, cũng có lý đúng không quý vị? Ca ngợi những anh hùng thầm lặng nè, mà lại sáng tác về bà Hằng khác nào tung hô bả. Quý vị thấy những người dân thì người ta có phải là người ta vô tri vô giác lúc nào cũng theo bà Hằng đâu thưa quý vị. Và đây là những người mà fan của chị Hằng đây. Liên Mini, sao chị lại nói những lời này nhỉ? Quốc Võ quan trọng đến thế sao? Chính nghĩa nó nằm ở những bài hát ca ngợi vợ chồng chị sao? Một cuộc thi sáng tác nhạc có cần thiết trong lúc này hay không? Theo dõi chị từ đầu tới giờ, bảo vệ chị từ đầu tới giờ, nhưng không bao giờ nghĩ lại một status này do chính chị viết ra, buồn dần rồi đây. Thưa quý vị, rõ ràng những người dân người ta thấy rõ ràng vợ chồng chị Hằng không thể nào mà vượt lên được tổ quốc được nha. Rồi Trần Lâu Ra, cái tên gì tên tên Trần Lâu Ra trời. Choi Lâu Ra thì đúng, sao là Trần Lâu Ra. Tại Nhâm Hoàng Khang lo cho chị thôi chị ơi. Nhâm Hoàng Khang nói là thật lòng đó. Anh Quốc Võ ở nước ngoài, chị không nên tin tưởng nhiều đâu chị. Nhâm Hoàng giúp chị rất nhiều. Nếu không có Khang, chị bị sập bẫy mà sao vui vẻ lâu rồi. Vì mấy bài hát mà tung anh Quốc Võ, anh ấy là mục đích YouTube thôi chị. Không tốt lành gì đâu chị ơi, chị suy nghĩ cho kỹ nha chị. Thưa quý vị, đó, những cái lời này đó. Thấy gì rõ ràng nãy Dũng nói đúng không quý vị? Coi như là những người trong nước vẫn nghi kỵ những cái thành ý của người nước ngoài. Dù cho anh Quốc Võ có làm gì đi nữa,
Nhưng mà nhân thân của anh Quốc Võ, thứ nhất là người ở ngoài, thứ hai là anh Quốc Võ là con của quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa xưa. Do đó người ta tung hô thôi, nhưng mà trong lòng người ta vẫn đầy sự nghi kỵ. Và cái comment vừa rồi thấy rõ ràng đúng không? Ở bên công an đã thành công trong cái vấn đề mà ly gián giữa chị và Ma Sơ, chị và Quốc Võ và chị và Nhâm Hoàng Khang. Coi như là bây giờ chị đang chặt hết tay chân của chị rồi, đúng không? Chửi Nhâm Hoàng Khang là xong. Nhâm Hoàng Khang lên tuyên bố là no more với chị Hằng. Ma Sơ vui vẻ thì cũng đã ra rã chửi rồi. Bây giờ còn anh Quốc Võ thì đã cancel cuộc thi rồi. Bây giờ là đúng là bây giờ mới đúng là công ty trách nhiệm mùa hữu hạn một mình tao chấp hết. Là khi mà chị một mình chị ra xe, chị ngồi, chị livestream hay là chị camera trước gì đó, thì rõ ràng là một mình tao chấp hết rồi đó, đúng không? Cái chuyện mà ông nói trước đây nó đã bắt đầu nó thành sự thật rồi. Bây giờ những cái người làm YouTube là họ đã bắt đầu họ bỏ rơi chị hết rồi đó, thấy không? Đây nè, Anna Phạm nè, thất vọng thật bạn ạ. À, sao cô lại dành những từ ngữ như thế này chứ anh Khang nhỉ? Phủi một cách sạch trơn, bạc. Rồi Tuấn Kiệt nói nè, vải cô tôi không ổn rồi, cô muốn ngang hàng với lãnh tụ Hử, sáng tác nhạc ca ngợi luôn, coi chừng bay màu. Nhâm Hoàng rất rất tỉnh đó. À, Lan A, Lan Hoàng, hiện tại chị vẫn được công chúng bảo vệ chị, đó là người yêu tổ quốc này. Phản động ghét chị, fans nghệ sĩ ghét chị, chỉ còn fan chính nghĩa. Nếu chị quay lưng lại thế này thì fan đang đánh mất rất nhiều sự ủng hộ. Thì chị đánh mất rất nhiều sự ủng hộ. Chào chị. Rồi Lan Anh Hoàng nói tiếp, đúng như bạn nói, hãy theo đuổi chân lý tới cùng, tôi cũng thế thôi. Nhưng có lẽ tôi không theo kịp trò chơi này nên tôi xin dừng. Với tôi, chính nghĩa và tổ quốc là quan trọng. Chị Hằng đã tự nói vì Vi Oanh mà đóng quỹ là chị bỏ cuộc nhận thua một đứa xấu xa kia. Tôi thật sự thất vọng. Chào bạn nhé, chị Hằng cần những người như bạn. Cái sai lầm của chị khi mà đổ thừa cho Vi Oanh là ta quay lưng rồi. Vì cô Vi Oanh mà chỉ đóng cái quỹ Hằng Hữu thiệt là vô lý thưa quý vị. Không biết có phải là nông cạn hay không. À, rồi bạn Thủy Nguyễn nè, bệnh ngôi sao và muốn được tung hô đã ăn sâu vào máu, vào trái tim cô Hằng rồi. Cứ cái đà này thì cô Hằng từ phi thường trở nên tầm thường. Không biết phân biệt đâu là chính, đâu là tà. Khả năng cao cô Hằng bị tẩu hỏa nhập ma. Thôi tạm biệt cô, chúc cô giữ sức khỏe để tiếp tục hát tới 12 giờ đêm. Trời ơi, trời ơi. Ý Yên Võ nè, tôi nghe cô nói xong tôi thất vọng vô cùng. Không sáng tác nữa thì thôi, có gì đâu mà quan trọng giữ vị trời. Cô đang lún sâu trong danh tiếng, thích được người đời tung hô, thua cô rồi. Đừng sát quá tôi mập nha. Kế các bạn chút xíu để lấy cái ánh sáng đây cho nó đẹp. Ông làm cái này cũng một dạng của cái đâm sùng lũng đúng không vậy? Sao đâm nhưng mà nó đẹp. Đâm tại bây giờ ánh sáng nó bắt đầu nó chuyển chỗ rồi. Rồi đặt đít xuống. Rồi sao? Đó, thấy đẹp hẳn lên. Đấy, mặt trời sáng sủa đẹp rồi, thấy chưa? Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Đó, đẹp lắm. Rồi, tiếp tục nha. Okay. Mấy cái comment này hay lắm. Tôi rất là thích đọc comment của khán thính giả. Tài em, trèo càng cao, té càng đau. Thôi để những kẻ nào đó tung hô bả đi để bả sung sướng. Mình lúc đầu ủng hộ bả lắm, đi diễn đàn nào cũng binh vực bả. Tưởng bả làm tất cả việc tốt vì cái tâm và mặc kệ những lời thị phi. Ai ngờ cuối cùng mới hiểu bả chỉ làm vì danh thôi. Người ta từ từ người ta sáng mắt thưa quý vị. Đây là những người mà đã ủng hộ chị Phương Hằng, anh Dũng từ đầu thưa quý vị. Rồi thiệt là đau lòng. Thủy Nguyễn nè, Nhâm Hoàng Khang đã xin lỗi Quốc Võ rồi. Vì bảo vệ cô Hằng có thiết gì tới bản thân, gia đình bạn ấy đáng được tôn trọng. Có gì thì gọi điện nói bạn ấy, đưa bạn ấy lên đây chẳng khác nào đâm một nhát sau lưng.
Thử hỏi ai còn dũng khí để mà tiếp tục bảo vệ bà ấy nữa. Buồn cho một người sống nghĩa khí như Nhâm Hoàng Khang. Bà đã tự tô vẽ Nhâm Hoàng Khang lên là một người hùng, là một người chính nghĩa, là một người giúp bà để moi móc, để hắt này nọ kia. Thì những người fan của bà là đã coi Nhâm Hoàng Khang như người hùng. Xong rồi cái bà quay qua cái bà đâm Nhâm Hoàng Khang kiểu này thì người ta phải thấy chứ. Rồi chắc chắn Quốc Võ và Thái Hoàng với lại Dương Trung Hiếu không phải là không thấy. Thấy rõ ràng ha, là những người mà tay chân của bà mà bà đưa lên một thời là bà chặt hết rồi. Thì ba cái cô bạn kia mà bị bà quất thẳng tay cũng không có gì lạ nha, thưa quý vị. Rồi Giang Tao: nếu cô lạc lối theo hướng muốn được tung hôn thì cảm ơn và chúc cô chú với những điều thiện nguyện vừa qua không có lợi ích nào cao hơn lợi ích quốc gia. Bố ơi nè, người cái nickname bố ơi, đừng để chết vì mật ngọt nha Hằng. Em làm từ thiện bao năm nay đâu phải vì những hào quang giả tạo đó. Hy vọng đây chỉ là một nước cờ của em. Tôi suy nghĩ Quốc Võ là người thật tâm hơn Nhâm Hoàng Khang. Tôi không nghĩ Quốc Võ là người thật tâm hơn Nhâm Hoàng Khang. Thiệt ra ở trong nước đó, cái chiêu bài và cái con cờ mà phản động nó quan trọng vô cùng, thưa quý vị. Chỉ cần là trong Quốc Võ là một cuộc thi dành cho những cái thành phần phản động, những bài hát phản động thôi, là người dân quay mặt liền. Và chị không nhận thấy rõ cái điều mà phản động đó nó đã là một cái điều, hai cái chữ nhạy cảm như thế nào. Chị lại chị binh vực cái người mà Nhâm Hoàng Khang cho là phản động và chị quất Hoàng Khang một cách mà thẳng tay như vậy, thì những người fan của chị quay lưng là phải rồi, không có gì là lạ lùng hết. Rồi Khánh Nguyễn nè: cô tôi ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Tôi đoán 100% bài hát toàn bọn phản động nó sáng tác mỉa mai lãnh tụ Việt Nam thôi. Ông Dũng và nhân viên và con cái nên khuyên cô dừng lại thì còn nhiều người yêu mến. Ông thấy là những cái người mà phó thủ tướng, chủ tịch chị đang rần rần chạy đi chống dịch, tự nhiên không ca ngợi người ta, đi ca ngợi cái bà Hằng này. Bà mới vừa đóng cái quỹ từ thiện, bà hứa bà cho cả ngàn tỷ với Covid gì gì đó, bà không cho đồng xu nào, đi ca ngợi bà. Tức là cái điều đó là không có chấp nhận được, thưa quý vị. Ở bên Mỹ này thì kệ, ai muốn ca ngợi ai, ai muốn ca ngợi, ai muốn thông mô, ai cũng sao. Nhưng mà bên Việt Nam không chấp nhận được. Những cái lãnh tụ mà đang xông pha ngoài chiến trường, những cái người anh hùng thầm lặng, những bác sĩ, những người dân rồi đang gồng mình chống dịch, khi không ca ngợi đi, tự nhiên đi ca ngợi bà này, sao người ta chịu được, thưa quý vị. Nhưng mà cũng có người binh nha. Đây, Dũng cũng cho công bằng, Dũng đọc quý vị nghe. Khánh Nguyễn: Kiều Đặng nè, dòng tâm thư Nguyễn Phương Hằng gửi cho anh Quốc Võ đọc mà xúc động nghẹn ngào. Mong anh Quốc Võ tiếp tục cuộc chơi này. Mọi người đang rất hồi hộp được nghe những ca khúc về CEO Nguyễn Phương Hằng. Tư Mã: Nhâm Hoàng Khang vẫn cái lý do vì sao lại đặt nghi vấn Quốc Võ. Bởi vì nhân thân và đặc biệt là Quốc Võ ủng hộ tuyệt đối Thiền Am bên bờ vũ trụ, là nơi bị truyền thông báo chí chính thống lên tiếng là lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi trong khoảng thời gian đất rất dài cho đến tận hôm nay. Tổ chức viết ca khúc là tốt cho tinh thần trượng nghĩa, nhưng tôi thấy không đủ sự tương xứng cho những gì anh Dũng chị Hằng làm cho cuộc đời này. Bên cạnh đó, dù sao Quốc Võ cũng có nhân thân gây dư luận hai hướng về nhạy cảm, do đó phải cẩn trọng là tốt nhất, chị ơi. Cái lúc mạnh nữa Quốc Võ tổ chức cái cuộc thi này thì như là Việt Nam chưa có dịch phải không ta? Không phải chưa có, nhưng mà nó chưa có bùng, hay là lúc đó bùng rồi ta? Mà lại tổ chức những cái lúc mà không có hợp lý hợp tình này chút xíu nào. Rồi Khánh Ngọc: anh Quốc Võ làm đúng, những bài hát để tặng cho anh chị rất có ý nghĩa. Những lời bài hát tôi nghe mà nước mắt tôi rơi, vì trên thế gian này tôi thấy không ai làm được như vợ chồng anh chị. Chúc gia đình anh chị sức khỏe dồi dào, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì tại em trả lời cho Khánh Ngọc như thế này. Khánh Ngọc:
thế nhà nước Bill Gates, Nhật Vượng và các nhà tài phiệt và tỷ phú trên toàn thế giới không làm được như vợ chồng ông Dũng Lò Vôi à, mà nói chuyện kiểu đó tung hô cũng vừa vừa thôi. Đây là những cái comment của những người trong nước thưa quý vị, những người mà luôn luôn ủng hộ anh Dũng Dằn. Nhưng mà qua cái sự kiện mà Nhâm Hoàng Khang vừa rồi thì rõ ràng quý vị thấy là chính phủ và với cái đầu óc của những cái người mà trong ngành công an, người ta đã chặt thành công, người ta đã chặn bớt fan của chị Hằng, người ta đã đánh vào cái tư tưởng quốc gia, đúng không, dân gì quốc túy, tức là yêu nước lên trên hết. Không có chị Hằng, anh Dũng, không có nhân vật nào mà cao được hơn lãnh tụ với lại những người với lại đất nước của họ hết. Người ta dù quốc võ làm cái gì thì làm, người ta vẫn coi đó tức là người của nước ngoài, là phản động, là bla 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 bla, là những thành phần không tin tưởng được. Cho nên cái đây cũng là một cái bài học cho những người nước ngoài mà qua cái sự kiện những người trong nước mà đi quá đà đó, đi làm cái như là không trước được những cái hậu, không lường trước được những cái hậu quả, đi quá xa. Cái gì làm chi em ơi, nó sai không kịp quay lại. Rồi mời ông, tôi đọc hết rồi đó. Ủa sao đứng sừng sững vậy? Có đứng vậy đây. Rồi cái chuyện của chị Hằng có nhiều khán thính giả gửi cho tôi những cái tin nhắn riêng, đó là ồ mừng quá anh Long Quang ơi, bà hứa là bà không có livestream nữa rồi, bà nói là bà đóng Facebook rồi, là bà sẽ không có livestream với lại viết tâm thư gì nữa. Thì Long Quang mới buồn cười quá, Long Quang mới nói là thôi chờ đi, chắc bà không có thể nào bà im được trong vòng khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ đâu. Là tại vì Nam Quang đã nói rồi là cái này là cái sự sống của cái chị cuồng cuộn này. Chị mà không mở miệng ra chị nói á, là không, chị không có sống được. Cho nên đây là cái hơi thở của chị, đây là máu của chị. Mà chị thì không có thể nào khô máu được. Mà khô máu xong bơm vô. Khô máu thì bơm vô quốc tiếp. Đó. Thành ra quý vị đừng có bao giờ mừng nha. Chỉ khi nào mà chính quyền đó họ dùng cái bàn tay sắt của họ, họ siết lại, họ nói là bây giờ nếu như mà bà còn nói nữa là tụi tôi sẽ truy tố bà, tụi tôi bắt bà bỏ tù, họ cấm rõ ràng luôn á, thì lúc đó chị mới im thôi. Chứ còn chắc chắn là chị không bao giờ im hết. Nếu như quý vị nhớ cho Nam Quang cái điều đó, và đừng bao giờ là tắt cho Nam Quang nói ôi Nam Quang ơi mừng quá là chị đã không có còn nói nữa, không có còn lên tiếng nữa, sẽ chẳng có bao giờ cái điều đó xảy ra đâu, trừ khi chính quyền họ nhảy vô cuộc và họ cấm rõ ràng luôn. Chứ còn bây giờ họ cấm theo cái kiểu xìu xìu ảnh ảnh thì chị vẫn tiếp tục chị nói thôi đó. Đó, đừng có tưởng bở. Rồi như vậy thì mình kết thúc cái chuyện nhà chị Hằng ở đây được chưa? Không còn cái gì để nói không? Thì bây giờ là chắc kết thúc rồi, nhưng mà tôi nằm mơ nha, tôi nằm mơ nhiều vụ này, tôi nằm mơ nha quý vị. À, nằm mơ đi, kể chuyện giấc mơ đi. Tôi nằm mơ là ngày 5 tháng 7 này có tin đó. Vậy hả? Ngày 5 tháng 7 này có tin, mà tin này chắc là tôi nằm mơ là thấy là tin để chấm dứt cái vụ chị Hằng với anh Liên đó. Ngày đó là đủ 4 tháng đó, tôi nằm mơ nha, là có văn bản hẳn hồi để kết thúc. Và ngày đó chắc là ông Nguyên rất là vui. Thì không biết là cái văn bản là văn bản gì mà ông Nguyên vui dữ vậy. Thì đó là nằm mơ nha quý vị. Vậy là ông được bác Yên, đêm qua em gặp bác Yên, bác hiện ra, bác kể câu chuyện gì đó. Ông Yên không biết gì đâu. Ông Yên không biết hả? Không biết vụ này đâu. Vậy bác khác hả, chứ không phải bác Yên hả? Đại khái là tôi nằm mơ vậy đó, tôi thấy vậy đó. 5 tháng 7 nha quý vị. Râu dài không? Cái ông mà hiện ra có râu nè, dài không? Tôi nói ông nghe nè, tại sao ông chưa có cạo râu nó vậy? Cạo rồi. Cạo gì kỳ vậy? Cạo nó mọc ra một chút thôi. Thí dụ quý vị hôm bữa thấy nó muốn đen, bây giờ nó đỡ. Ông có muốn là bây giờ tôi đọc lên những cái lời comment mà về cái hàm râu của ông hay không? Đọc đi. Đọc. Xin mời. Nói nhiều khi ông giận tôi giống như là chị Hằng giận nữa. Thì phải chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ ai đồng ý cho hàm râu của Nam Quang vẫn tồn tại thì số 1.
Còn ai mà muốn là cái xô sao hầm rau được mất tiêu thì cho số 2 nha quý vị. Sorry tôi tổn thương đúng không? Nhưng mà đâu có tổn thương gì đâu. Nhưng mà tôi vị an nguyên của ông thôi. Số 1 kìa. Số 1 là gì? Là cho hầm rau đi hả? Cho hầm rau ra đi. Số 2 là hầm rau tồn tại. Số 2 cũng còn nhiều kìa, thấy chưa? Không, những người này là người ta muốn ông bị nguy, bị trong vòng nguy hiểm bởi chị cuồn cuộn thôi. Chị thấy là rau cỏ nữa bla vậy rồi. Tôi, ông phải nghĩ lại là tôi làm cái này là cho 97 triệu dân. Đúng không thưa quý vị? Như là ông Võ Hoàng Yên đã đem cái bình rửa đi rồi, đem cái bộ rau đi rồi, là ông đã gây ra một cái sự xáo trộn, gián tiếp gây ra cái sự xáo trộn khủng khiếp của xã hội Việt Nam. Thì bây giờ phải có người vì chính nghĩa phải đứng lên để mà cứu vớt cái xã hội 97 triệu dân nhé. Mà với là cái chuyện là chỉ có để rau trên và dưới thôi, giống như là ria mép và rau cầm, đúng không? Thì cái đó, cái chuyện đó nó quá dễ. Rau trên và dưới. Rau trên và rau dưới. Nhiều mùi rau dưới. Đúng không? Ớn chè đậu vừa rau dưới ghê. Đúng không? Kể cái chuyện miệng trên và dưới gì đó. Rau và ria. Miệng trẻ, miệng già. Rồi bây giờ chúng ta còn có mấy ngày nữa thôi là tới ngày 5 tháng 7. Thì bây giờ mình cũng mong tới ngày đó để sự việc kết thúc. Rồi thì những cái mà bình luận gì. Nhưng mà cái đó chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ sẽ vẫn là giấc mơ. Giấc mơ khó có thể trở thành hiện thực lắm. Rồi giờ xong cái vụ chị Hằng đó, muốn qua nào đây? Ok, tôi muốn đề cập đến một chút xíu về cái sự kiện mà không phải là chỉ có người Việt ở hải ngoại quan tâm không, mà người Việt trong nước cũng đang quan tâm, là cái sự việc của ca sĩ Kim Ngân và Thúy Nga hiện giờ. Ok. Ông có cái nhận xét gì ông không? Ông bắt đầu trước đi. Hồng Trung nói là để râu thấy anh già lắm. Thì thật sự ra thì anh Nam Quang đã già hơn anh Nguyễn Tiến Dũng rất là nhiều rồi, cho nên để râu thêm chút xíu để già hơn một chút cũng không sao. Nhưng mà cái này là anh làm việc chính nghĩa, anh muốn cứu 97 triệu dân người Việt Nam trong nước và hải ngoại luôn. Cứu này là cứu cái lỗ tai đó. Ok, có cái chuyện này thưa quý vị, là cái chuyện mà dùng từ Hán Việt đó, giống như là binh pháp tôn tử đó. Thì Dũng kể thì coi quý vị có nghe coi có liên quan đến người ta nói là Nam Quang để râu và Tiến Nam Quang cạo râu và Tiến Dũng để râu không. Cái mặt tôi... để nó cân bằng lại kìa đó. Vân Nguyễn nói đó. Đây nè, cái chuyện này cũng biết có liên quan đến râu không nha. Đây là có cái ông đó, ông có bồ, ông có bồ nhí. Cái lâu lâu cái ổng cứ chạy qua, cái ổng muốn ổng cần giải quyết, cái là cần ỏi e, cần sáp lá cà rồi đó, cái ổng chạy qua cái sáp lá cà xong cái chạy về ổng gọi trước nha. Em ơi bây giờ hôm nay anh qua nha, thì hôm nào mà bả mà ok thì cái bả qua. Rồi anh qua đi anh này nọ. Cái bữa đó cái ổng cũng em tối nay anh qua nha. Cái bà nói không được anh ơi, không được. Cái em đây, tại sao không được? Có ý gì đây, tại sao không được? Cái bà nói chứ không được, nay em đang, anh kỳ quá à, khó nói quá. Cái em nói, có gì đâu mà khó nói. Cái này là chắc là cái gì đây nè. Tại sao không được? Mới nói, trời ơi, không có được. Khó nói thì cũng phải nói chứ, lý do tại sao? Bận biểu cái gì cũng mới nói không được. Hôm nay em đang tiếp khách quần hồng. Cái bà nói, cái ông nói hồng vệ binh phải không? Khách quần hồng. Đúng, mấy khách quần hồng là thằng nào? Cái bà nói, ui, khách quần hồng không phải là thằng nào, khách quần hồng là đó, là trời ơi, là tới ngày đó. Tới ngày đó cái ông mới lúc đó ông mới hiểu ra, phải không? Cam mi hết gì bớt giận luôn. Trời đất ơi, vậy mà tôi tưởng là khách quần hồng là thằng nào mặc quần hồng. Nói mẹ đó là Trương Phi học máu đi. khách quần hồng Trương Phi có nguyên cái hàm râu.
mà bà đang tới ngày kinh kỳ mổ hội mà nói tiếp khách quần hồng, ông nói tôi nói mẹ nó bày đặt cái khách quần hồng văn vẽ dẫn đầu lần sau ông còn văn vẽ hơn nữa, nói mẹ nó là Trương Phi học máu đi khách quần hồng. Hey, thi nhân Nguyễn nói là anh Tiến Dũng đẻ râu thì sẽ giống ông Võ Hoàng Yên hơn nè. Để râu thôi. Ông thử đi, ông thử để râu là mặt baby, cái mặt tôi là cái mặt baby, mặt là mặt bánh bèo thì có hàm râu trên đó. Ông cũng phải tiếp sức cho tôi chứ, hôm nào mà tôi bị chị Hai hành hạ mệt quá thì ông nhảy vô chứ. Cái mặt tôi để râu cái giống như cái bánh bèo á, mà hàm râu giống như là hành ngò rồi. Thì chị hai là bánh mì, ông là bánh bèo được rồi. Sắp vô con cái cục cái lỗ mũi như cái cục đậu xanh vậy, còn râu chứ như là tóc mỡ với hành được nó trên cái bánh bèo. Nó kỳ. Rồi sao xong cái chuyện đó chưa? Dạ xong rồi. Chương Phi học mẫu hả? Chương Phi học mẫu xong rồi đó. Ừ.